Vậy là cuối cùng, bản mở rộng của trò chơi mô phỏng cuộc chiến vương quyền kết hợp với yếu tố ngoài hành tinh được tạo nên bởi một ông bác cuồng bàn chân mê đầm lầy độc có tiền sử bị invade ngay trong lễ nhận giải của mình, chính là Elden Ring Shadow of the Erdtree đã ra mắt. Tới thời điểm này thì cũng đã là 2 tuần kể từ khi các tá nịt đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất Land of Shadow, bị hai anh giai múa sư tử cạp chết lần đầu tiên hoặc bị nhét vào nhóm lò lần thứ N. Chắc mỗi người đều đã có những cảm nhận của riêng mình về DLC này. Với phê game, dù có hơi chậm trễ, mà nguyên nhân chủ yếu là do người viết muốn try hard với boss đến chết, cũng đã thu thập và đúc kết được một số cảm nhận cũng như đánh giá cá nhân về bản mở rộng này. Vậy thì liệu Shadow of the Erdtree có phải là bản DLC hay nhất từ trước đến nay như đánh giá của các nhà phê bình hay không? Hãy cùng lắng nghe và xem những ý kiến của mình có giống với bạn không nhé. Bom tấn DLC đỉnh cao của Elden Ring đã ra mắt rồi, nhưng mà PC của bạn đã đủ mạnh để bạn kéo max setting game hay chưa? Chỉ với hơn 16 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay một dàn PC cực mạnh với CPU Intel Core i5 12400F 6x12 luồng, đi cùng với các đồ họa Asus RTX 4060 8GB. Với cấu hình này, có thể bạn vẫn sẽ ăn hành đấy, nhưng mà sẽ là hành đẹp hơn, mượt hơn và lung linh hơn với công nghệ Ray Tracing và DLSS 3.5. Lại còn được lắp ráp gói gọn trong chiếc vỏ case bể cá cực kỳ hiện đại và tinh tế nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích như tăng RAM, SSD, nâng cấp lên tản nhiệt nước. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom theo thông tin chúng mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Là một bản mở rộng của Elden Ring, sẽ là không phù hợp nếu chúng ta đánh giá Shadow of the Erdtree dưới khía cạnh của một tựa game mới so với những sản phẩm khác như là đồ họa đẹp đến đâu, gameplay đột phá đến thế nào, vân vân. Bởi vậy, cách tiếp cận hợp lý nhất là chúng ta sẽ xem xét DLC này khi so sánh nó với chính phần game gốc cùng một vài DLC của những tựa game khác từ nhà From Software trước đó như The Old Hunter của Bloodborne hay The Ring City của Dark Souls 3. Bởi đúng như tính chất của một bản mở rộng, tất cả chúng đều sẽ kế thừa nền tảng từ game gốc và có cho mình những yếu tố mới nhằm đưa người chơi quay trở lại mà người ta thường ví von như là bình cũ rượu mới. Vậy thì hãy cùng phân tích những cái cũ và mới trong Shadow of the Erdtree dưới các yếu tố sau. Khi ra mắt công chúng hơn 2 năm trước, Elden Ring được đánh giá rất cao bởi cách xây dựng thế giới của mình, một thế giới rộng lớn, không hề có những dấu mốc point of interest chi chít khắp bản đồ, thúc ép người chơi đến đây đi, đến đây nào. Trong suốt quá trình du hí tại The Land Between, lựa chọn khám phá hoàn toàn là do sự tò mò chủ động của game thủ. Bạn nhìn thấy một tàn tích đằng xa, bạn chạy đến đó khám phá. Bạn thấy một địa điểm trông kỳ kỳ trên bản đồ, bạn phi đến đó xem có cái gì hay ho không. Bằng thế giới mở đầy chiều sâu nhờ sự kết hợp giữa các loại địa hình khác nhau, mở rộng theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, với các khu vực được bố trí theo từng tầng từng lớp, con đường đến với mục tiêu của người chơi sẽ không chỉ là đường thẳng từ A đến B nhàm chán, mà có khi sẽ là hành trình vòng vèo từ Bắc xuống Nam, lạc đường như cơm bữa, để rồi trên con đường ấy, hàng loạt những điều thú vị khác lại tiếp tục được người chơi vô tình hoặc hữu ý khám phá, khiến chúng ta có khi quên luôn cả mục tiêu ban đầu. Nói chung là từ A đến C, D, E, F, có khi là Z rồi mới trở lại B. Ấn tượng nhất là sự khéo léo của From Software trong thủ thuật giới hạn bản đồ của họ, khiến cho chúng ta luôn có cảm giác mình đã mở ra toàn bộ thế giới rồi, cho tới khi một tầng sâu nữa hiện ra. Và cứ thế, người chơi dần nhận ra thế giới trong game vĩ đại đến thế nào. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn chưa quên được mọi thứ thay đổi đến thế nào sau khi hạ cục Radahn phải không? Shadow of the Erdtree cũng thừa hưởng gần như hoàn toàn những tinh thần cũ đó của game gốc trong cách thiết kế thế giới. Miyazaki đã cho thấy mình là một kẻ nói dối trắng trợn khi mà trong buổi phỏng vấn trước khi DLC phát hành, ông nói Land of Shadow chỉ lớn tầm limgrave của game gốc mà thôi. Và nhìn vào bản đồ rộng lớn này thì đúng là phải thốt lên, có cái con khỉ. Land of Shadow bao gồm 5 khu vực chính và sau khi đã mở khóa chúng trên bản đồ thì có thể thấy rõ ràng nơi này rộng phải tầm limgrave và Kaelic cộng lại, nhưng đó mới chỉ là chiều ngang mà thôi. Nếu tính thêm chiều dọc, tức là những khu vực ẩn trên cao hoặc dưới vực sâu, thì toàn bộ vùng đất này còn lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên, thế giới của Land of Shadow vẫn thấm đẫm tinh thần làm game của Miyazaki. Mọi khu vực, mọi địa điểm đều được đặt ở một vị trí nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó, có thể là lore, world building, khuyến khích khám phá thế giới, chứ không phải là được nhét tạm vào cho đỡ trống. Những khu vực mới, những địa hình đặc thù được kết nối với nhau, làm cho việc đi lang thang theo một con đường lạ và nhận ra mình đã đến được một khu vực hoàn toàn mới, vẫn đem đến cảm xúc vừa bất ngờ, vừa choáng ngợp. Trong thế giới đầy chiều sâu này, có không ít những địa điểm đẹp mê hồn mà chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng đều phải cảm thán về độ hoành tráng và hùng vĩ của đại cảnh, hệt như cảm giác năm nào khi lần đầu tiên đặt chân tới The Land Between hay đứng trước thủ đô Lidl vậy. Các Legacy Dungeon cũng được thiết kế chi tiết và tỉ mỉ với nhiều đường đi lối ẩn, điển hình là Shadowkeep mà có lẽ ai trải nghiệm Elden Ring với các khu vực như Stormveil Castle cũng đều nhớ, còn Dungeon phụ thì cũng không còn là sự gần như sao chép thiết kế của nhau nữa rồi. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo. Điểm trừ trong thiết kế Open World lần này của Shadow of the Erdtree so với chính Elden Ring đó là nó trống trải và kém hấp dẫn hơn. Về sự trống trải, nếu trong hành trình chu du ở The Land Between, bạn chỉ cần phi ngựa vài chục giây là lại thấy những điểm thú vị để khám phá.
Đó có thể là một toán lính đi tuần, một vài item để loot, hay là một doanh trại, một dungeon ẩn sau vách núi, vân vân. Thì ở Land of Shadow, sau khi đã quen với vẻ đẹp của môi trường xung quanh, sẽ có kha khá những khu vực bạn có phi ngựa cả phút cũng chẳng thấy gì hay ho, mà tiêu biểu như cánh đồng Gravesite Plain, nơi chúng ta tiếp cận khi vừa đặt chân vào thế giới này. Đẹp thì có đẹp đấy, hùng tráng thì có hùng tráng đấy, nhưng mà quá trống ở phần giữa. Một trường hợp khác là khu vực sông dưới Alak Great Bridge. Sau bao công sức mò đường xuống được đây, bạn sẽ đơn giản là phóng ngựa một mạch theo chiều dài con sông lên phía bắc để nhận ra phần thưởng chỉ có mỗi một cái talisman và một dungeon là Rivermouth Cave. Trên đường thì kẻ thù gần như là chẳng có gì thử thách ngoài hai con cua khổng lồ và một con tree spirit tầm trung. Và để nói về sự hấp dẫn thì Rivermouth Cave với cá nhân người viết có thể nói như là một ví dụ cho sự giảm sút chất lượng trong việc xây dựng hệ thống phần thưởng tương xứng với công sức khám phá. Trừ con boss cho chúng ta một cái spirit ra, dungeon này chẳng có gì ngoài các item thuộc dạng nguyên liệu vốn có thể tìm được dễ dàng hay những món đồ bổ trợ dùng một lần mà có khi chẳng mấy ai dùng đến. Ngay cả ở thế giới mở, rất nhiều nơi loot đồ chỉ cho ta toàn nguyên liệu, nào là nấm, nào là hoa, nào là xương, rất ít giá trị. Thậm chí có những nơi món đồ loot được lại chính là đống nguyên liệu nhàn nhản xung quanh luôn. Nhặt xong mà cảm giác what the fuck, tôi cần quái gì đống này khi mà có thể kiếm chúng dễ dàng ngay bên cạnh cơ chứ. Ngọn nguồn của vấn đề có lẽ là bởi số item mới được tạo ra cho riêng DLC này không đủ đa dạng để lấp đầy bản đồ rộng lớn cho tương xứng, và From Software quyết định phủ đầy các nguyên liệu lên bản đồ của mình, dù là ở những khu vực cần phải tưởng thưởng cho người chơi theo cách tương xứng hơn. Finger Runes of Rhea, Finger Runes of Dale hay Abyssal Wood là thêm những ví dụ mà khi nhìn lại, mình cảm thấy chúng nên chứa đựng nhiều điều thú vị hơn để khám phá, nhất là khi để tiếp cận những khu vực này là không hề dễ dàng. Như vậy, một cách khách quan thì thế giới trong Shadow of the Erdtree vẫn đã mất nhờ những định hướng mỹ thuật tuyệt vời cũng như sở hữu diện tích khám phá đáng nể. Nhưng do lượng content thực tế thiếu đi sự sinh động, giá trị phần thưởng nhiều khi không tương xứng với công sức khám phá, khiến cảm xúc của người chơi bị ảnh hưởng ít nhiều, và chắc chắn trải nghiệm Open World tại Land of Shadow lần này là không thể nào sánh được với The Land Between. Bên cạnh thế giới mở chất lượng, Elden Ring còn nổi bật nhờ gameplay chiến đấu được dựng lên từ nền tảng đơn giản nhưng phát triển đa dạng đầy chiều sâu. Rõ ràng là phong cách và gameplay chiến đấu từ đa số các sản phẩm cột mắc From Software đã được tập hợp lại vào tựa game này, và nhờ đó các tá nịt có thể tha hồ tùy biến lối chiến đấu phù hợp với kiểu build của họ, lựa chọn loại vũ khí với moveset mình yêu thích, gắn cho nó skill phù hợp, rồi chuyển thuộc tính vũ khí để skill với chỉ số mà mình mong muốn, vân vân. Tất cả đều rất dễ dàng và dễ hiểu. Vũ khí thì đủ loại lên tới 300 món, thuộc hơn 30 nhóm khác nhau, với những loại phù hợp để chiến PvP, loại lại phù hợp với những con quái to lớn, poise cao máu dày, loại lại thích hợp để diệt nhanh dưới gọn một nhóm quái yếu. Với những con boss, sự đa dạng trong cách tiếp cận của Elden Ring chắc chắn vượt xa so với những sản phẩm tương tự trước đó của From Software. Nếu không thể dành ra quá nhiều thời gian đi farm, thì có lẽ game thủ cổ nhẫn đã quen với việc lên YouTube, tìm kiếm những video về cách build nhân vật cực kỳ lỗi, one shot từng con chùm để học hỏi, hoặc nhờ tới sự trợ giúp của những phép triệu hồi, tiêu biểu là nhai lại chính bản thân mình bằng mimic để vượt khó. Đó là điểm hay, giúp cho cuộc hành trình trong Elden Ring tự do hơn, dễ tiếp cận với nhiều người hơn, thay vì chỉ dừng lại là dành cho game thủ hardcore. Đến với DLC lần này, From Software tiếp tục kế thừa và phát huy điểm mạnh trong gameplay ấy. Dù chỉ là một DLC, nhưng chúng ta đã có được thêm tới tổng cộng 8 chủng loại vũ khí mới, với 100 món vũ khí cùng 25 Attribute War hay skill mới có thể tự do lựa chọn và tùy biến cho lối chơi của mình. Điều này thì có lẽ bạn phải chơi và nghịch thử với đống này mới cảm nhận được rõ nét. Còn với người viết vốn chỉ thích chơi đùa Katana, thì tới DLC này, các món vũ khí thuộc dòng Great Katana đã trở thành best choice với sát thương lớn cùng moveset tuyệt vời, phù hợp cho cả PvE lẫn PvP. Nói chung, bạn không lo thiếu đồ chơi để thử nghiệm trong Shadow of the Erdtree. Thậm chí bằng cảm nhận cá nhân thì những món vũ khí mới này đang tỏ ra quá sức hiệu quả so với những vũ khí trong phần game gốc. Âu thì cũng là quy luật đời sau tốt hơn đời trước mà thôi. À mà đấy là còn chưa kể tới 42 phép thuật mới cho những ai muốn đi theo con đường Fates hoặc Intelligence nữa đấy nhá. Cũng bá đạo không kém đâu. Tới phần boss, tới thời điểm này thì chắc là ai cũng nghe được những lời kêu ca về độ khó kinh hồn của boss trong bản DLC rồi. Phải khẳng định là Shadow of the Erdtree có độ khó cao hơn nhiều so với game gốc, và tùy cảm nhận của mỗi người sẽ thấy mức độ khó này là phiền phức hay là thử thách, vô lý hay là đầy hấp dẫn. Nhưng chúng ta nên nhớ truyền thống của game Soulslike của Miyazaki là boss của DLC sẽ luôn có độ khó cao hơn so với base game, tiêu biểu như là Sister Friday của Ashes of Ariandale, Dark Eater Media của The Ring City, Ludwig The Holy Blade của The Old Hunter, vân vân. Và khi mà game gốc đã tới 2 năm, nhiều người đã max level nhân vật từ lâu, việc tăng độ khó và sử dụng cơ chế skill sức mạnh đặc thù là cần thiết để trải nghiệm của tất cả mọi người ở bản DLC là gần như tương đồng, không phân biệt dù bạn đang ở New Game Zero hay New Game Plus 7. Ở đây, From Software đã đưa vào một bổ sung rất hay, đó chính là Shadow Tree Fragment và River Spirit Ash. Hai loại item sẽ giúp bạn nâng cấp dần dần sức mạnh của bản thân hoặc các Summon Spirit, giúp nhân vật của ta có được skill sức mạnh như xưa, thậm chí là vượt trội. Một điều hay nữa là những nâng cấp này chỉ có tác dụng trong Land of Shadow mà thôi, do đó bạn không cần lo lắng về việc sẽ làm cỏ mọi thứ khi trở về base game.
Nhìn chung, cá nhân mình là một game thủ đã quá quen với thể loại game này, do đó bản thân không quá bị gợp với độ khó của DLC và vẫn có thể tận hưởng việc solo boss mà không cần dùng tới Shadow Tree Fragment qua việc học từ moveset của boss, tìm kiếm điểm yếu của chúng và hoàn thiện cách tối ưu. Nhưng nói như vậy thì không phải là để tẩy trắng những điểm yếu trong thiết kế boss ở Shadow of the Tree. Trước tiên, có hai kẻ thù mình rất ghét và chạm trán trong Elden Ring. Đầu tiên là rồng. Chúng có kích thước to nên hay khiến camera bị loạn, dễ dàng tấn công người chơi từ điểm mù sau lưng hoặc trên đầu, thường sai rất nhiều đòn đánh diện rộng và máu trâu, trong khi việc người chơi có thể làm chỉ là dình canh phần đầu để cho trọt hoặc lao vào chém chân chúng đến khi nào chết thì thôi. Boss này khó thì có khó đấy, nhưng mà không tạo được cảm giác công bằng và đánh với chúng thì cứ như là lặp đi lặp lại một vòng lặp nhàm chán vậy. Thứ hai chính là Runebear. Vâng, Elden Lord thực sự của phần game gốc, với sát thương cực cao, tầm đánh rộng, tấn công người chơi ở bất kỳ khoảng cách nào và máu thì cũng trâu khủng khiếp. Đánh với con boss này chỉ thấy đơn giản là bị áp đảo hoàn toàn về sức mạnh và bắt buộc phải dùng tới một số mẹo mới có thể tiêu diệt được đó. Tới Shadow of the Tree, có vẻ From Software đã đem hết những thiết kế khó chịu đó trên vào khá là nhiều con trùng của DLC này. Chúng trâu và khó, ok fine, nhưng mà chúng lạm dụng đòn đánh diện rộng, di chuyển cực nhanh đủ mọi hướng, làm camera xoay như trong trống, và đặc biệt là được bonus thêm trò spam combo rất dài, có lẽ học từ Malenia, với rất ít khoảng nghỉ để người chơi tìm hiểu và tận dụng. Ví dụ tiêu biểu nhất mà ai cũng phải công nhận chắc chắn là con boss Divine Beast Dancing Lion mà rất nhiều người chơi sẽ giáp mặt ở đầu game. Lock on vào nó thì không khác gì tự sát, vì camera sẽ xoay như trong trống theo moveset của boss, khiến cho giải pháp tối ưu là phải bỏ luôn lock ra, học và nhớ lấy moveset của nó để biết nó sắp làm gì, và tập xoay camera sao cho con boss luôn nằm trong tầm mắt. Như mình đã phải cố tập thì mới quen được trong suốt 3 tiếng, và khi con boss này qua phase 2, những đòn đánh của nó lại chuyển thành dạng AoE diện rộng theo dạng sát thương đi kèm, kiểu như boss ra đòn đánh và sau đó là một hiệu ứng đi kèm theo sau, khiến cho dù đã tránh được đòn đầu nhưng ta có thể vẫn sẽ bị dính sát thương, liếm đi một phần giải máu. Và giống như lũ boss rồng, mình chỉ có thể chờ cho con boss múa hết combo thì mới có thể lao vào đánh nó vài hit, sau đó lại nhấc mông lên mà chạy nếu như không muốn ăn đòn phản công của nó. Boss Joe khiến cho chiến thuật chết hit tỉa máu từ từ trở thành địa ngục, nên cũng giống như với Runebear, chiến thuật là tăng hết vào chỉ số bleed để tạo ra hiệu ứng nổ máu gây sát thương lớn, chứ không có chuyện ngồi cù nhây chém nhau qua lại được với boss nếu bạn không muốn săn lùng các Shadow Tree Fragment để nâng cao sự cứng cáp. Điều này sẽ còn tiếp tục với một số con boss sau này và một số là boss bắt buộc, khiến người chơi không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải ăn hành liên tục. Nhìn chung, ở DLC lần này, From Software có vẻ hơi quá tay trong việc nâng độ khó mà chưa cân bằng được với yếu tố công bằng trong đấu boss. Lạm dụng thiết kế boss kiểu này với mình là mất đi phần nào đó sự tự do và đa dạng trong chiến đấu đã có từ game gốc, vô tình buộc nhiều người chơi phải gắn chặt vào một chiến thuật an toàn mà hiện tại là tanh đến chết với khiên. Tất nhiên, phải nhắc lại là vẫn sẽ có những con boss được thiết kế hay trong DLC này, nhưng chúng lại bị áp đảo bởi số lượng boss theo kiểu bất công, nên có thể nói việc game thủ kêu ca với trải nghiệm đánh boss trong Shadow of the Tree không hẳn là vì skill issue. Nếu so với Ludwig the Holy Blade, Dark Eater Media hay Sleep Nightgown thì boss trong Shadow of the Tree đã không thể mang lại trải nghiệm vui sướng khi vượt qua, mà thay vào đó là sự giải thoát khỏi phiền phức. À mà tới giờ này thì chắc là ai cũng biết, Phase 2 của con boss cuối được nhận xét là một trong những thiết kế boss cuối lười biếng nhất mà From Software từng làm nên rồi nhỉ. Độ khó của con trùm này, bên cạnh bộ skill của nó, còn tới phần lớn từ những yếu tố kỹ thuật, khi mà hàng loạt hiệu ứng diễn ra trên màn hình khiến cho lượng khung hình của game thủ cũng trồi sụt theo, tạo ra một cơn ác mộng thực sự. Cuối cùng, điểm qua một chút về câu chuyện trong Shadow of the Tree, game của Miyazaki thì ai cũng biết là cốt truyện sẽ mập mờ, người chơi phải tự sâu chuỗi lại thành một dòng thời gian thông qua các chi tiết vụn vặt thu thập khắp nơi từ item, NPC, v.v. Nhưng mà dù thế, nhờ công của những lo thủ, chúng ta vẫn có thể biết được phần nào câu chuyện chính được truyền tải trong DLC này, hé lộ nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ trong phần game gốc. Phải nói là Shadow of the Tree đã giúp lấy lại danh dự cho nhiều nhân vật quan trọng trong game, mà tiêu biểu là anh Mok Liêm, đặc biệt hé lộ quá khứ của nữ hoàng Marika, từ đó lý giải cho chúng ta nguyên nhân tại sao Marika lại lựa chọn trở thành thần, rồi vì sao lại nhẫn tâm vứt bỏ hai đứa con sinh đôi, Majid và Mok xuống cống. Nhìn chung, DLC lần này là một sự bổ sung đầy đủ hơn cho thế giới của Elden Ring. Dù cho vẫn như thường lệ, Lord Miyazaki mặc kệ một vài nhân vật và để cho người chơi chúng ta mãi mãi chăn trở với hàng loạt câu hỏi còn không có cơ hội được giải đáp về họ. Thôi thì đành chịu vậy, Lord thì vẫn là Lord mà thôi. Trên đây là những cảm nhận và đánh giá của người viết về DLC Shadow of the Tree. Một lần nữa, vẫn phải khẳng định đây là một bản DLC cực kỳ chất lượng, dù còn đó một vài hạt sạn có thể làm một số người chơi khó chịu hay làm giảm trải nghiệm khi so sánh với bản game gốc. Dẫu vậy, bạn vẫn nên xuống tiền để có thể trải nghiệm phiên bản này, vì đây chắc chắn sẽ là một sự đầu tư không hề phí phạm đâu. Còn giờ, mình xin phép đi viết đơn xin lỗi anh Mok Liêm đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.